Con cá này dài 19 inch nha mọi người. Wow, not bad. Mình bắt được nhiêu đây nè mọi người. Bây giờ mình dẫn mọi người lên nguyên một ổ ốc luôn nha. Đây nè mọi người, thấy một ổ ốc luôn chưa? Đó, sống nước nha. Đó, mình lượm nghe, mình lượm ốc nghe mọi người, lượm chứ không phải bắt nghe. Đó nè, coi cho mình đếm thử một ổ này là mấy con nha. 2 con 3 con. Con này bự quá trời luôn. Đây. 4 con 5 con 6 con 7 con 8 con Đây nè mọi người, đã chưa? 9 con 10 con 11 con 12 con 14 con 16 con 17, 18, 19 con. Đây nữa nè mọi người, 20 con, 21 con. Trời ơi trời, 21 con. Cái ổ chỗ này là 21 con nha mọi người. Mình coi cái con, còn con nào không? Ôi, còn con nữa. Không phải. Trời ơi, 21 con. 21 là 21 con là con gì ta? Ủa, đây con nữa nè mọi người. Nguyên ổ 21 con là 21 là con gì ta? Ủa, nhiều đây nè mọi người, nhiều chưa? Đây, nguyên một ổ thấy đã luôn. Ok, bây giờ mình đi kiếm nữa.